Rồi, tiếp tục phần 2 là câu 12. Câu 12 thì mái tóc màu đen thuộc phần 8 màu sắc. Strand là thẳng. Thẳng thì thuộc nhóm 7 hình dạng. Long dài thuộc nhóm 4 kích thước. Vậy là long, strand, black hair. Câu 13, tem, những con tem. Post-it là bưu điện, nghĩa là tem dùng cho bưu điện, nghĩa là mục đích, thuộc nhóm 12. Valuable là giá trị, thì thuộc vào nhóm 5 chất lượng. Thuộc nước Úc, vậy là thuộc nhóm 9 xuất xứ. Vậy là valuable Australian postage stamps. Câu 14, những cái ghế. Những cái ghế thì dùng cho nhà bếp. Vậy là câu 12 này là mục đích. Nó thuộc nhóm 12, kitchen thuộc nhóm 12 mục đích. Red là màu đỏ, thuộc nhóm 8 màu sắc. Metal là kim loại, thuộc nhóm 10 chất liệu. Vậy là red metal kitchen chairs. Câu 15, một cái thuyền. Model là làm mẫu. Mẫu hoặc là hiện là mẫu. Vậy là thuộc nhóm 5 chất lượng. Splendid. Splendid hình như là hiện đại hay là đẹp gì đó. Em quên rồi, nhưng mà nó là thuộc vào nhóm ý kiến tốt xấu. Còn old là già cỗi, cũ kỹ, là nó thuộc vào nhóm 6 tuổi. Vậy là a splendid model. Splendid model là cái gì, quên rồi ta. Chết rồi. Model, đợi em xíu nha. Splendid là ý kiến tốt xấu rồi nè. Để em xem splendid là nghĩa là gì. Splendid có nghĩa là nguy nga tráng lệ, rộng, nguy nga tráng lệ. Chắc chắn là ý kiến tốt xấu là đứng thứ ba. Old là già, là cũ, là nhóm 6 tuổi tác. Nhưng mà model là làm mẫu. Vậy là mục đích. Làm mẫu, vậy là nó là mục đích. Vậy là đứng thứ 11. Vậy là model là đứng cuối nè. Splendid đứng đầu tiên và old đứng ở giữa, là a splendid old model. Rồi câu 16, journey là chuyến đi. Một chuyến đi. Boring là nhàm chán. Vậy là nó thuộc nhóm 3 ý kiến tốt xấu. Train là kiểu, là chuyến đi theo bằng cái gì, theo kiểu gì. Chuyến đi bằng tàu lửa, hoặc là đó là kiểu chuyến đi. Chuyến đi bằng tàu lửa, chuyến đi bằng thuyền, chuyến đi bằng xe đạp, chuyến đi bộ. Đó là kiểu, thuộc nhóm 11. Còn long là dài, thuộc nhóm 4 kích thước. Vậy là a boring long train journey. Rồi câu 17, một vài câu hỏi. Easy là dễ dàng, là thuộc về nhóm 5 chất lượng. Nice là thuộc nhóm 3 ý kiến. Quiz là câu độ hỏi đố, là đố, nghĩa là thuộc nhóm 11 kiểu. Có thể là câu hỏi đố, câu hỏi tu từ. Đó là tu từ, và đố ở đây là thuộc nhóm 11 là kiểu. Vậy thì some nice easy quick questions. Câu 18, một ngày như thế nào. Sunny là đầy nắng, chất lượng là thuộc nhóm 5 chất lượng. Beautiful là đẹp, vậy là thuộc nhóm 3 ý kiến tốt xấu. Vậy là a beautiful sunny day. Câu 19 là một cái đại lộ như thế nào. Long là dài, wide là rộng. Và ta biết là kích thước và chiều dài đứng trước tính từ chỉ hình dáng và chiều rộng. Long là chỉ chiều dài, wide là chỉ chiều rộng. Long là dài, wide là rộng. Vậy thì long phải đứng trước wide, là a long wide avenue. Tại vì long này á, long ở đây là L, tính từ bắt đầu bằng L thì ta dùng là phụ âm, thì ta dùng a. Một con mèo như thế nào. Fat là kích thước, thuộc nhóm 4. Black and yellow, chị hay có nhớ là trong cái lưu ý tính từ nó có nói là hai tính từ cùng chỉ màu sắc mà đứng trong cùng một câu thì nối bằng liên từ and, chắc chắn là black and yellow rồi, là màu sắc đứng thứ 8. Big cũng là thuộc nhóm 4 chỉ kích thước, nhưng mà ta nhớ là kích thước chiều dài lớn hơn hình dạng, đứng trước hình dáng và chiều rộng. Big là kích thước, vậy nó đứng trước fat, cho nên là ta dùng là a big fat black and yellow cat.